Trong clip này mình sẽ giới thiệu với 500 anh chị em một phương pháp cực kỳ đơn giản nhưng cũng rất lợi hại để xác định video nào đang giữ đà đề xuất mạnh nhất ở trên kênh của chính bạn. Sau khi xác định được những cái video này thì chúng ta có thể loại bỏ ra 80%, 90% những video bạn làm mà không có view. Chúng ta sẽ tập trung năng lượng của mình để xây dựng chiến lược nội dung vào những video được đề xuất mạnh nhất. Trong một clip lần trước, mình đã giới thiệu cái phương pháp để nghiên cứu luồng đề xuất đến với kênh của bạn và cái luồng đề xuất trên toàn bộ nền tảng YouTube liên quan đến đề tài mà bạn đang làm. Tuy nhiên là cũng giống như khi mình đi hát karaoke ấy, mình biết là cái luồng đề xuất nó đang như thế nào, mình biết khán giả của mình đang xem gì, thì cũng giống như là mình biết bài hát nào hay. Cái bài hát đấy có thể Đen Vâu hát hay, cái bài hát đấy có thể là Huỳnh Tú hát sẽ hay, nhưng mà nếu mà bạn chọn bạn hát chưa chắc đã hay. Thì chính cái phương pháp này là cái phương pháp mà chúng ta sẽ nhìn thấy là thuật toán đã phân tích cái hành vi của khán giả của bạn như thế nào, và dựa trên những cái hành vi đấy, thuật toán đã nhìn nhận là video nào sẽ hấp dẫn khán giả của bạn và thuật toán đề xuất mạnh nhất ở trên kênh của bạn. Để làm ví dụ thì chúng ta sẽ tiếp tục sử dụng cái kênh Đời Thợ Xây Vlog này, cũng tương tự như cái video lần trước. Bước thứ nhất là chúng ta xác định danh sách những cái video nào trong số 100, 1000, thậm chí là có những bạn kiên trì bền bỉ làm nhiều ngàn video, thì chúng ta sẽ xác định ra là về dài hạn thì những video nào đang được đề xuất mạnh nhất ở trên kênh. Ở trong YouTube Studio này, các bạn chuyển đến số liệu phân tích và đổi thành 90 ngày vừa qua. Như mình đã nói trong cái clip trước ấy, 90 ngày là thời gian đủ dài để mình xác định cái luồng đề xuất ở trên YouTube. Xem thêm thì đơn giản thôi, chúng ta sẽ sắp xếp theo thời gian xem. Đây là thông số hiện nay có thể nói là quan trọng nhất mà các bạn cần phải theo dõi ở trong YouTube Studio. Tại vì bản chất của thuật toán đề xuất thử nghiệm A/B testing này nọ các kiểu, để thử khán giả này thử khán giả khác, thì cuối cùng cái mục đích cuối cùng của thuật toán cũng chỉ là làm sao để tổng thời gian xem được nhiều nhất. Thì phải có tổng thời gian xem nhiều thì cái thời gian hiện quảng cáo nó mới nhiều, mới mang về nhiều tiền cho YouTube, cũng đồng thời mang về nhiều tiền cho nhà sáng tạo chúng ta. Chúng ta sẽ thấy ngay là danh sách 10 các video mà mạnh nhất ở trong 90 ngày vừa qua. Động tác chúng ta làm là có thể ở đây các bạn sẽ thấy cái mũi tên này xuất chế độ xem hiện tại này. Chúng ta chỉ cần dùng Google trang tính thì các bạn sẽ thấy là YouTube cho chúng ta danh sách các video mà mạnh nhất ở trong 90 ngày vừa qua. Thì chúng ta chọn ra 10 video. Còn phần dưới này, hàng trăm hàng ngàn video thì chúng ta có thể bỏ đi. Bước thứ hai là chúng ta sẽ xác định những video nào đang giữ đà đề xuất cho kênh trong thời gian ngắn hạn. Để thực hiện cái này thì chúng ta sẽ sử dụng cái công cụ mà YouTube cho ta là số lượt view ở trong thời gian thực, tức là trong phần số liệu phân tích này ở bên tay phải này, các bạn sẽ thấy các cái lượt xem ở trên kênh trong 48 giờ vừa qua. Bấm vào xem thêm và chúng ta sẽ thấy ngay danh sách trong thời gian thực 48 giờ vừa qua những video nào đang giữ view cho kênh của bạn. Tuy nhiên, để đảm bảo cái thông tin nó được khách quan thì chúng ta sẽ bỏ ra những cái video nào mà được xuất bản trong vòng 6 tháng vừa qua. Tại vì như chúng ta thấy là trong cái danh sách này ấy, thì những cái video mới đương nhiên với cái cách phân phối nội dung của thuật toán thì những cái video mới đương nhiên là
sẽ lượt xem ở trong thời gian thực nó sẽ rất là cao, cao hơn bình thường rất nhiều. Như vậy thì ở đây là cái clip đầu tiên này này, là ngày xuất bản là mùng 1 tháng 1. Chúng ta sẽ chụp hình nó lại. Khi đã có hai cái danh sách này, bắt đầu chúng ta sẽ quan sát và chúng ta sẽ kết hợp hai cái bộ lọc này giữa những video được đề xuất trong thời gian dài hạn 90 ngày và những video được đề xuất trong thời gian thực này. Chúng ta sẽ nhận thấy là cái số lượng video mà ở trong thời gian thực này cũng sẽ có rất là nhiều video nó trùng lặp với video trong thời gian dài hạn, chẳng hạn như cái file Úc Thìa là như thế nào, chính là cái clip này này. Ở đây mình sẽ bôi vàng lên để thấy các bạn thấy những cái trùng lặp nhau. Bỡ ngỡ quá, lần đầu ghép cốp pha mái vòm là cái này. Thấy chưa? Chính là những cái video mạnh nhất ở trên kênh của mình. Cái thứ ba là đôi bàn tay vàng đắp chiếu trần. Cái này hiện nay không có ở trong danh sách này nữa. Cái thứ tư, chia sẻ cách ghép cốp pha cầu thang cho Lộc Việt Nam. Và cái này. Cái thứ năm, tiết kiệm và lợi ích khi xây tường kiểu này. Đây. Ở chỗ này mình xin giải thích kỹ hơn một tí là chẳng hạn như nếu mà mình chỉ dùng cái bộ lọc dài hạn ở bên trên này mà không kết hợp với bộ lọc dưới ấy, thì rất có thể cái chủ đề đấy mà bạn làm sẽ video cũng sẽ có nhiều view, nhưng mà trong thời gian thực thì nó lại hết view rồi, nó hết cái trend đấy rồi. Ngược lại nếu mà mình chỉ lấy cái bộ lọc ngắn hạn này lượt xem trong thời gian thực này mà lại không sử dụng cái bộ lọc dài hạn này ấy, thì rất có thể là trong mấy ngày vừa qua nó vô tình làm sao đó nó được đề xuất từ một clip nào khác, nó có view mạnh lên, nhưng mà nó chưa chứng tỏ được cái sức mạnh thực sự của mình ở trong thời gian 90 ngày. Khi mình kết hợp hai cái bộ lọc này lại với nhau ấy thì đảm bảo chắc chắn rằng là cái video đấy vừa thuật toán nó đánh giá là mình làm có chất lượng, khán giả tương tác, đồng thời là cái trend đó vẫn đang còn rất mạnh ở trên kênh của mình. Như vậy nếu mà chúng ta làm clip vào lọt vào một trong bốn cái chủ đề này này mà mình đã bôi vàng ở đây thì xác suất là kênh của bạn được ăn đề xuất sẽ là cao nhất. Trong số đó, để đảm bảo cho chắc chắn là clip mà có sức mạnh nhất thì mình sẽ chọn ra là cái clip cũ nhất, mình sẽ bắt đầu làm trước. Thì ở đây là tháng 1 này, 2020, tháng 6, 2019, 27 tháng 2 năm 2020, ngày 3 tháng 12 năm 2019. Vậy là cái clip này này, mình sẽ cái chữ này cho màu đỏ lên. Đây, chia sẻ cách ghép cốp pha cầu thang cho Lộc. Như vậy là trong thời điểm hiện tại, cái clip này là cái clip đang giữ đà mạnh nhất trên kênh của mình. Tất nhiên là khi mình xem xét để xây xây dựng cái chiến lược nội dung, cái những cái clip tiếp theo trong một thời điểm nào đấy thì mình phân tích cái kênh của mình như này, nó sẽ ra những cái clip khác nhau. Ở trong thời điểm này đó chính là cái clip này. Còn một vấn đề thứ hai nữa là khi kết hợp hai bộ lọc theo kiểu như thế này, có một số trường hợp xảy ra là chủ đề mà nó mạnh nhất ở trên kênh ấy sẽ không phải là chủ đề nó phù hợp với phong cách, nó phù hợp với cái đối tượng khán giả hiện tại trên kênh của mình nữa. Đặc biệt là đối với những kênh mà các bạn khi làm
Khi bắt đầu làm music nó không có một định hướng rõ ràng, các bạn cứ bạ đâu quay đấy, hoặc là các bạn bắt trend mà không phù hợp với cái chủ đề mình muốn làm, thì lúc đó cái cách lựa chọn của chúng ta là chúng ta sẽ chuyển đến cái video mà cũ thứ hai. Cái này là cũ nhất đúng không? Thì mình sẽ chọn cái video cũ thứ hai, tức là ví dụ như cái video này. Bỡ ngỡ quá lần đầu ghép cốp pha mái vòm, đúng không? Tức là cũng là cốp pha thôi. Nói chung hiện tại ở trên kênh của Đời Thợ Xây Vlog là đề tài ghép cốp pha là đề tài ăn khách nhất. Tuy nhiên đấy chỉ là một cái nhắc nhở chung cho tất cả anh em chúng ta lưu ý thôi. Chứ còn kênh Đời Thợ Xây Vlog này là một cái kênh mà ngay từ đầu tiên khi mới bắt đầu làm kênh đã tham gia vào cộng đồng Việt Creators tự hào sáng tạo của chúng ta. Cho nên là bạn làm rất là nhất quán cùng một chủ đề về xây dựng, về đời sống của người thợ xây. Cho nên là chúng ta vẫn sẽ lấy cái chủ đề chia sẻ cách ghép cốp pha này để phân tích tiếp. Khi vào phần số liệu phân tích của cái clip này, mình phân tích tất cả mọi yếu tố của nó, từ tiêu đề, hình đại diện cho đến chủ đề, suy nghĩ xem tại sao nó lại hấp dẫn khán giả của mình. Ngoài ra chúng ta chú ý đến cái tab phạm vi tiếp cận và xem nguồn lưu lượng truy cập, xem khán giả từ đâu đến. Cái này các bạn có thể xem lại cái clip mà mình đã nói ở phần đầu của video, thì các bạn có thể thấy được cái luồng đề xuất của nó. Như ở đây chúng ta nhìn thấy cái đường màu xanh dương này là video đề xuất chiếm tới 63,7%. Các tính năng duyệt xem, tức là từ khán giả fan ruột của mình, cũng chiếm đến 30%, tức là tổng cộng 93%, tức là cái lực đề xuất rất là mạnh, đúng không? Và cái biểu đồ màu, cái đường màu xanh dương video đề xuất này chúng ta thấy nó đi ngang chứ nó không hề bị tụt giảm, chứng tỏ là cái lực đề xuất sẽ còn được khá dài ở trên kênh của mình. Một điểm nữa chúng ta cũng nên nghiên cứu, đó là cái tab mức độ tương tác này. Ở đây chúng ta sẽ click vào biểu đồ giữ chân người xem, chúng ta sẽ thấy những điểm nào mà rớt khán giả. Ở đây nhìn thấy một cái biểu đồ khá là đẹp, đúng không? Nó không bị sụt giảm bất ngờ. Tức là cái cách mà cắt dựng video của kênh Đời Thợ Xây Vlog này khá là tốt ở trong cái clip này. Thì ở đây mình cũng giới thiệu với các bạn một cái công cụ nữa rất là đặc biệt ở trong biểu đồ giữ chân người xem, là ở đây chúng ta click vào cái phần này thì sẽ thấy là tỷ lệ giữ lại người xem tương đối đối với những cái biểu đồ mà nó khá là phẳng như này, không có sự lên xuống quá là bất ngờ, thì chúng ta sẽ nhìn rõ hơn chỗ nào là lên cao, chỗ nào là xuống thấp. Ở đây là cái biểu đồ này là sẽ so sánh tương đối video clip của bạn so với những cái video clip cùng chủ đề và có độ dài tương đương khoảng 17 phút này. Ở đây chúng ta có thể nhìn rõ hơn là chỗ nào là nó lên cao là khán giả của mình sẽ yêu thích, đúng không? Những chỗ nào mà nó rớt xuống dưới đường trung bình này chúng ta sẽ dễ nhìn thấy hơn để cải thiện cho những video clip lần sau. Với chiến lược phát triển nội dung của kênh từ nay trở về sau thì chúng ta có hai hướng. Hướng thứ nhất là ví dụ chẳng hạn như chúng ta có 1, 2, 3, 4 clip mà nó vừa có sức mạnh về dài hạn, vừa có sức mạnh trong thời gian thực như thế. Chúng ta sẽ chơi chiến thuật gọi là xa lân chiến từ clip số 1, xong rồi đến clip cũ thứ 2, xong đến clip cũ thứ 3, clip cũ thứ 4, lần lượt 1, 2, 3, 4 thay nhau như thế để tạo ra sự đổi mới cho khán giả. Hoặc chiến lược thứ hai, nếu chúng ta chỉ tập trung vào một chủ đề mà một hoặc hai chủ đề mà nó có sức kéo mạnh nhất như thế và mình loại bỏ hết tất cả những chủ đề khác đi, thì có khả năng là
YouTube sẽ đánh là spam, tại vì có những cái đề tài mà nếu mà làm video khác nhau nó rất là khó khăn. Thứ hai nữa là có thể làm cho khán giả của mình nhàm chán thì xen kẽ giữa những cái video mà ta gọi là hàng độc ấy, thì mình thử nghiệm những đề tài mới, những đề tài khác. Đừng có làm lại những cái đề tài cũ mà nó không bắt được sự tương tác của khán giả. Chúng ta mạnh dạn thử nghiệm những cái mới để tìm ra những cái chủ đề mà phù hợp hơn cho khán giả của mình. Chúng ta thấy là một hoặc hai cái video mà hàng độc kia của mình ấy thì nó có sức mạnh bằng 2 hoặc 3, thậm chí bằng 5, bằng 10 những cái video khác, nó có sức kéo rất mạnh, cho nên chúng ta hoàn toàn có đủ không gian tự tin để tiếp tục thử nghiệm, mang lại những điều mới mẻ cho khán giả, mang lại những cái đột phá rất lớn cho kênh YouTube của chúng ta. Đừng quên lan tỏa tinh thần của Việt YouTubers tự hào, sáng tạo.